blocks. Okay, so each block is going to represent a sound. So this might, it could be any sound, but we're going to, and then when the sound changes, Jolie, we're going to change the color of blocks. So watch this. Let me show you. Tucker, put your hands in your lap. All right, and if I were to do show ib, ib, I would just choose two colors, ib, ib. Okay, do you see? Now, I'm going to tap it out, Tucker, ib. But we're going to make a change. Now we're going to change ib to oob. Oob. Go ahead, show me what you would change. Ib, oob. What has to change? Okay, Jolie, do you agree? No. No, why not? What happens? Okay, Tucker, you were right. There was a, hold on. There was a change. Something changed. So you were right that there was a change. But look, we changed. Ib. Which block is different? This one. Uh-huh. So what do we have to, so we're going to trade this one in, and Jolie's going to add a new block. Now what do we have, Jolie? Could you show me? Chào cái hòa chào quý chào tất cả các bạn nhé. Đó, các bạn nhìn thấy hình vuông chưa? Hình vuông rồi màu sắc chưa? Đó. Vàng xanh. Changed. She said goodbye to b and then hello to oot. Okay, so now we have oot. Tucker, look, watch. We're going to change oot to at. Đó, nó học chữ như vậy đó. Có ai nhìn thấy cái chữ nào không? Là màu xanh, lá cây, màu xanh. Bây giờ mình phải hát theo cái bọn là điên điên khùng khùng quần nhanh nhẩu đoàn thật thà hương. Jolie, I'm going to change at to sat. At to sat. Nó kêu đổi chữ và thêm chữ. Ghép chữ. Rồi phát âm. Mọi người có nhìn thấy cái màu sắc không? Bây giờ we added for sat. Okay, so Tucker, now we're going to change sat to sap. Đó. Đổi nó kêu học sinh đổi từ chữ này sang chữ khác phải thay cái gì? Rồi thay màu gì? And can we use đó. This sound? Is it the same as this one? Or do we need a different color? Let's get a different color. Đó, thấy chưa? Màu vàng, màu xanh, màu màu gì, màu sop. Màu này, màu gì mình không biết. Right, Jolie, we're gonna make a change. We're gonna change sop to socks. Có ai hiểu nó học cái gì không? Có ai nhìn thấy chữ không? Mà cái bọn nó okay, I have a question for you. Ôi giời ơi. Cứ đua nhau hò hét loạn xì vàng hầu lên cái kiểu này okay. Bọn này nó học cách của Việt Nam rồi. Okay, good thinking. We're gonna we needed to hear. Did you see vàng that, xanh ca cam vàng phải không? Phải màu đó là màu gì nên giảm chứ không biết nữa luôn. Xin chào tất cả các bạn. Đó. Bây giờ nó mới dùng hết những cái chữ kia rồi xong bắt đầu nó mới quay ra nó ghép chữ. Đó. Hello. Hello chào các bạn. Đấy. Nên xả cho mọi người xem tại vì mình cũng thấy nhiều người kêu rầm lên thì mình cũng tìm hiểu thì mình thấy được là những cái cách dạy như thế này. Mà ngày xưa Lisa có mấy đứa con mà đâu có bao giờ thấy nó học cái kiểu này đâu mà bây giờ mới thấy con lẽ là nó học từ ở Việt Nam hay sao đúng không? Rồi ôi khổ quá cơ. Các bạn, các đồng chí và các bạn thân mến, hãy tìm hiểu trước khi chửi người ta. Mình hãy lên mạng thay vì mình ngồi hàng giờ để chửi nhau thì tại sao mình không lên trên mạng á? Mình tìm hiểu xem, đúng không? Mình tìm hiểu xem là cái cách dạy này như thế nào. Rồi mình đi hỏi như học sinh xem là cái cách của nó học nó có cái kết quả như thế nào. Rồi lúc đó lên tiếng cũng chưa muộn mà, đúng không? Khổ quá cơ giời ạ. Mình nên mình xem chửi nhau loạn xi băng ngầu lên.
Chào chào Phương Phạm, chào tất cả các bạn. Đấy, các bạn cứ vừa vừa xem cái một đoạn của người ta giáo viên, người ta ở đây người ta dạy trẻ con không, cũng có những cái ô vuông như thế rồi màu sắc này kia các thứ đấy. Các bạn nhìn thấy không, đây này người ta dạy đây rõ ràng chưa, mà không chịu tìm hiểu xong cứ chửi nhau loạn xì ngầu lên người Việt Nam mình. Tôi rất đồng tình với chị. Cảm ơn Oanh Thỏ. Thì đó, cho nên là mình thì mình cũng không biết về cái chương trình này, nhưng mà mặc dù á mình có mấy đứa con của mình năm nay cũng mấy chục tuổi rồi, nó cũng đã từng đi học mẫu giáo rồi này kia các thứ, mà mình cũng đâu có biết về cái chương trình này đâu nè. Các bạn nhìn này, người ta cũng dạy về ô vuông rồi màu sắc rồi ghép chữ rồi ghép hình rồi này kia các thứ đây. Nhìn thấy rõ ràng chưa? Vậy mà cứ cãi nhau loạn xì bà ngầu lên, xong rồi á đua nhau chế nhạo rồi. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì nghĩ lại cũng là một cái tốt để cho nhiều người người ta học hỏi thêm, nên để cho người ta biết được cái toàn những no chửi nhau thôi, chẳng no chứ chả no cái công chửi nhau, cái công mà mình cào phím mình chửi đấy. Thì nên trên mạng tìm hiểu đi đã, tìm hiểu đi xem là người ta cái cách học bây giờ nó làm sao. Tất cả đều hiểu biết nhưng bọn xuyên tạc. Chị ơi, bọn tay nhanh hơn não thì cần gì hiểu thích chửi thôi chị à. Yeah, thế đó. Thì cái thời buổi bây giờ trẻ con nó khôn lắm, nó không có như mình đâu, mà ngay những cái ông bố bà mẹ cũng đã khôn bằng chúng nó chưa, nói thẳng một câu như thế. Bây giờ hả, chúng nó học nhanh lắm, chúng nó cầm những cái iPad, cầm những cái iPhone nó bấm mà nó nhanh hơn mình đó, đúng không? Nó nhanh hơn mình nữa, các bạn có đồng ý với Lê Sàng như vậy không? À, ngày xưa, cho nên các ông bố bà mẹ nên nói chuyện nhiều với con, tiếp xúc nhiều với con để nghe những cái đứa trẻ nó nói, nó nói cái gì, đừng có bắt chúng nó theo ý mình, mà đôi khi á mình phải theo ý chúng nó nữa. Lisa mấy năm trước, năm nay thằng con Lisa nó 16 gần 17 tuổi, 4 5 năm trước là nó 11, khóa cái hồi đó Lisa đi du lịch khoảng nó mười mấy tuổi đó, 11 12 tuổi gì đó. Thì hai mẹ con đi thì mình mới ngồi trên máy bay á, lúc mà máy bay nó đang đang lên á, thì mình mới ngồi bên cạnh nó, thì nó mới cầm cái game nó chơi, nó đang bấm 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 này. Mình mới ngồi mình nghĩ, mình hỏi nó là chứ con có sợ máy bay nó rơi không, nó vừa bấm nó, mình hỏi nó con có sợ máy bay rơi không, nó bấm 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 nó không. Xong mình bảo hả, tại sao không, không sợ là rơi à, không sợ không chết à, không sợ rơi à, không sợ máy bay nó lao xuống dưới à, nó không. Nó trả lời mình nhanh mà gọn mà rất là giống như là phản ứng rất là nhanh á. Xong mình hỏi chứ tại sao, nó bảo chứ rơi xuống thì chết rồi còn đâu nữa mà sợ. Đấy, các bạn xem một đứa trẻ nó 10 tuổi, 11 tuổi mà nó trả lời mình một cách mà mình phải làm cho mình suy nghĩ thôi. Mình thấy họ thằng này hay nhở, nó nói rất là đúng, đúng không? Máy bay nó rơi xuống rồi còn đâu nữa, mình cũng đang ngồi trên máy bay rồi, nếu mà thật sự nó mà rơi xuống thì chết rồi còn đâu nữa mà thời gian đâu mà sợ nữa. Tôi chỉ thắc mắc là bài thơ gì cho Lisa biết cái bài thơ gì đã. À, thơ làm sao lần đầu thấy bạn trực tiếp trên vậy à, Gia Cát Thiên Sơn. Hello, nghe tên lãng mạn thế. Chào các bạn nhé, chào tất cả.
À, bạn nào vừa nói là cái gì, bài thơ làm sao? Trong đầm gì đẹp bằng sen. Thì có cái gì thắc mắc không? Cái thắc mắc cái gì mới được chứ? Thì những cái câu thơ đó thì người ta cho vào trong cái gì đẹp, cái câu thơ gì hay thì mình học thôi. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng, đúng không? Ngày xưa Lisa cũng học mà. Em hâm mộ chị quá, khi nào về Hải Phòng hoa phượng đỏ em đi uống cà phê với chị. Ok. Lisa đang 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 góp tiền đi về Việt Nam. Cũng muốn về lắm. Cũng muốn về lắm, nhưng mà mình đi á thì mình về Việt Nam thì cũng phải lo được cho chúng nó ở đây, tại mình cũng còn hai đứa, cũng cần phải, chúng nó cũng cần đến mình đưa đón đi học rồi đưa đón đi làm rồi lung tung beng lên. Nó không có cái việc gì vất vả cả. Thế nhưng mà có cái là cái thời gian mình cũng phải dành cho chúng nó nấu nướng rồi nhà cửa này kia. Cái bọn ở bên này nó lười lắm, nó không như người ở Việt Nam đâu. Ở Việt Nam ngày xưa là bố mẹ đi làm, thế thì anh em chị em trong gia đình phải tự làm hết các việc rồi tự chia nhau công việc ra làm, đúng không? Chứ ở bên này á, đợi đấy chúng nó ăn xong chúng nó vứt đấy, mình giặt quần áo cho chúng nó mà mình hét thế nào bao nhiêu lần nó cũng không thèm mang quần áo ra để cho mình giặt, nói mãi nó cũng không thèm làm. Mình ngỏ thôi mày không giặt thì thôi mà kệ mày đi, để cho mày mày đứng cạnh người ta mày thối cô gái nó chạy hết. Thế là nó nghe thế thế là nó phải mang quần áo ra cho mình để mình giặt cho nó. Mình phải đánh đúng vào cái điểm yếu của nó, tại vì bây giờ chúng nó lớn rồi, chúng nó cũng cũng sợ, giống như sợ xấu hổ với bạn bè này kia các thứ đấy. Mình chẳng thèm chửi nó đâu, mình chỉ nói hả, không giặt thì thôi để đấy đi, rồi lúc mặc quần áo bẩn quá rồi người ta đứng cạnh người ta ngửi ấy thối, mấy đứa con gái nó chạy hết, nó đâu thèm mày nữa đâu. Mà không giải thích mỗi chữ ứng vào một ô, đằng này cô giáo chỉ viết vào các ô vuông mà không chỉ vào môi. Mỗi chữ ta viết vào một ô ở Việt Nam. Các bạn, như thế này này, các cháu nó chỉ rất là nhỏ thôi, nó mới đi học lớp 1. Làm sao mà mọi người bắt nó phải suy nghĩ nhiều thế? Để cho nó học thuộc đi đã, cái bài thơ đi đã, xong bắt đầu người ta mới ghép từng chữ vào thì cái chúng nó nhớ mỗi một cái ô là một chữ, đấy là người ta học cách phát âm cho nó đúng thôi. Sau này bắt đầu người ta mới từng chữ một người ta mới mới cho học, đúng không? Tại sao mà giống như là mình học đàn guitar chẳng hạn như vậy, cái guitar nó chỉ có dây thôi, nó chỉ có cái đường dây, những cái dây như thế thôi, dây đàn như thế thôi, mà tại sao nó lại ra những cái nốt sòn sòn đô sòn la mi si đô gì đó, đúng không? Tại sao mình nhìn vào cái dây đàn nó chỉ là một cái dây thôi, mà tại sao những cái người học đàn học nhạc ấy, người ta hiểu được chỗ nào phải đánh chỗ nào, đúng không? Các bạn phải phải từ từ nghĩ chứ, bây giờ các cháu nó chỉ rất là nhỏ thôi. Như con Nisa ngày xưa nó cũng chỉ ngồi ở trước cái tivi nó xem thôi. Nó xem rồi xem những cái trò nhảy múa lung tung rồi nó nói chẳng hạn như con vịt, con này con kia, thế là những cái trò chơi. Tự nó biết tiếng Anh thì phải biết tiếng Anh thì mới học được tiếng Anh. Nó giống như nó phải nghe được đã, rồi thì khi nó học chữ thì nó mới nhớ được, đúng không? Một liền một lúc mà các bạn bắt các cháu nó nhận diện một lúc như thế đâu có được, mà hơn nữa nó phải có những cái bài hát những cái gì đấy để cho cái đầu nó như nào. Lisa nhớ ngày xưa mình đi học có cái gì nhỉ, chữ o cũng giống cái gì, chữ u ơ cũng giống như nhau, chữ ơ khác bởi có râu trên đầu, cái gì đấy, đại khái là nó có phải có một cái bài hát
bài hát đó thì sau đó bắt đầu mình mới nhớ. Mình mới nhớ thì bắt đầu khi mình biết chữ, mình nhận mặt chữ một cái là mình biết luôn, đúng không? Đây chỉ học phát âm đã học chữ. Cái gì? Đấy các bạn vừa mới xem Lisa đưa một cái clip lên ấy, các bạn có nhìn thấy người ta dạy chữ đâu, đúng không? Người ta dạy các những đứa trẻ nó phát âm đã. Như tiếng Anh ấy, thì trong một từ nó có nhiều cái phát âm, cái phát âm của nó nhiều. Nhưng mà người Việt Nam mình ấy, một chữ à, trong đầm là đầm. Nhưng mà tiếng Anh nó sometimes nó à, chẳng hạn như một chữ ấy, nó lại xì hay là phờ hay là phờ. Nó giống như thế, cho nên là nó khác với nền tiếng Việt miền Nam mình, cho nên nó cũng ghép, người Việt cũng ghép, nhưng mà trong một cái ô đấy nó có một cái chữ, một cái nghĩa đó. Mọi người phải 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 từ từ tìm hiểu đi chứ, cứ có đâm đầu cắm cổ và chửi người ta xong rồi đua nhau chế nhạo này kia các thứ, rồi quay ra hóa ra mình bị hố, đúng không? Thế giới người ta đã học từ lâu rồi, mà chính như Việt Nam mà nghe nói cũng học từ lâu rồi, thì trước khi mình chửi người ta mình tìm hiểu xem con cái mình học cái cách đó nó có cái nó có biết chữ không hay là nó mù chữ từ cái ngày đấy đến giờ, đúng không? Nên mọi người bởi vậy cho nên nhiều cái làm sao mà người ta, người Việt mình á chưa gì đã bù lu bù loa lên rồi, cho nên có những cái mà người ta đưa ra người ta thí nghiệm người ta cũng phải làm trước trước khi mà người người dân biết, tại vì chưa gì đã toàn những ông là muốn làm giáo sư không à, chưa gì đã ầm ầm nên thấy nó chả ra làm sao cả, rồi cuối cùng quay ra là mình bị hố, đúng không? Cười cho nó đã và chế nhiễu cho nó sướng và xong rồi đua nhau chửi rồi đua nhau làm ra vẻ. Lê Sản nói thật đấy, người Việt mình có cái tật là không biết thì tự học đấy đã, có nhiều người như vậy đấy, học đi đã rồi mình tìm hiểu đi đã xong rồi mình hẵng nói, mình biết chắc nó là cái gì rồi mình hẵng nói, chứ đừng cứ 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 người này đua người kia xong người này nhìn người kia xong bắt đầu đua nhau xong rồi quay ra xong rồi dằn vặt nhau, đúng không? Rồi cuối cùng làm sao quay ra hóa ra mình là cái thằng dốt. Phải từ từ phải suy nghĩ, phải trước khi làm một cái gì đó mình phải nghĩ chắc nó là cái gì mình hẵng nói, đúng không? Nhiều bởi vậy cho nên nhiều khi anh đi xả không muốn nói tiếng Anh với người Việt Nam đâu, tại vì người ta không biết là người ta giỏi đến đâu, nhưng mà khi mà nghe là chế giễu trước đã đó đó, nhiều khi chán lắm đi nói chuyện với người 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 Tây á, người ta rất là hay, tại vì làm sao người ta không có cười mình, nếu mà người ta cười mình á mình đâu có học được, đúng không? Người ta vẫn cứ lắng nghe, nếu mà người ta không hiểu người ta hỏi lại đó thì mình mới có cái gì cái tự tin để mình nói chuyện với người ta, đúng không? Mình mới từ từ mình mới hiểu được đây người ta chưa há mồm ra há, trong khi thực tế mình chả biết cái con mẹ gì hết. Những người đó họ hồ đồ kiểu như là nhanh nhẩu đoảng thật thà hư, nói chung là như vậy, nhiều nhiều người như vậy lắm. Ở bên này á, nên xả thấy ở bên này á, nhiều người cũng như vậy, nhất là đàn ông. Lúc nào cũng tỏ ra mình đã hay lắm, giỏi lắm. Chưa gì đã cầm đèn chạy trước ô tô rồi, trong khi á, quay ra nói được hai câu hết rồi, hết vốn rồi. Đó, chán lắm, nhiều cái nói chuyện với những người đó, chỉ được cái tình tướng. Trường thực nghiệm của giáo sư Hồ Học Ngọc Đại tranh nhau xin học. Cái vụ xô đẩy đổ cổng trường mấy năm trước là thực nghiệm đó. Rất cần. Lê Xảo Vũ chia sẻ những clip dạy học như thế ở nước ngoài cho mọi người hiểu rằng cách dạy ở Việt Nam cũng tương đồng với cách dạy trẻ lớp 1 ở các tiên tiến.
Đúng rồi, các bạn phải hiểu là cái thời đại bây giờ nó không phải cái thời đại như mình ngày xưa. Ngày xưa mình khác, bây giờ nó khác. Đúng không? Bây giờ cái học của chúng nó, cái bọn trẻ nó tinh lắm. Nó tinh nhanh hơn mình ngày xưa nhiều. Cái tầng lớp của mình ngày xưa làm sao mà bằng chúng nó bây giờ được. Đúng không? Nhiều khi chúng nó dạy lại mình nữa. Bây giờ như là con cái mình không nói là tiếng Việt nhưng mà bằng tiếng Anh chẳng hạn, như là trẻ con ở bên này á, nó những cái máy móc gì á, mình làm sao mình giỏi được bằng chúng nó. Mặc dù á, chúng nó không học nhiều nhưng mà chúng nó cái đầu óc của chúng nó nhanh nhạy lắm, nó không như cái lũ tầm mình ngày xưa đâu, nó khờ khạo. Tại vì cái thời buổi bây giờ á, nó nhiều những cái hiện đại thì phải nó phải đi theo thời đại, đúng không? Trẻ con nó cũng vậy thôi, nó cũng phải đi theo thời đại. Nhưng cái đứa cháu mình về Việt Nam á, nó đã chơi cái phone, nó đã chơi game ở trong rồi mà nó có mấy tuổi, 2 tuổi thôi, đúng không? Thì các bạn phải hiểu là như thế. Mà đôi khi á, bất cứ một cái gì mới ra đó thì mình cũng phải tìm hiểu nó đã, đúng không? Chẳng hạn như bây giờ mình đang dùng cái phone bàn, cái phone ngày xưa, cái điện thoại ngày xưa, đúng không? Phải bấm 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 bấm. Bây giờ mình dùng cái điện thoại, cái phone này thì tại sao mình không thắc mắc, đúng không? Mình làm sao mình nhanh mình nhạy bằng cái bọn trẻ con bây giờ. Bọn trẻ con bây giờ nó cầm lên một cái nó biết làm ngay. Nó nhiều những cái ông cái bà cầm cái phone đâu biết nói gì đâu đó. Cho nên bọn trẻ con nó hay đưa những nó hay làm những cái clip mà nói về các ông bố bà mẹ không hiểu biết đó. Các bạn nên YouTube tìm. Nhưng mà rất tiếc rằng nhiều người người ta không biết tiếng Anh á, biết tiếng Anh á, xem những cái clip đấy rất là hay, để cho mình chính bản thân những cái ông bố bà mẹ phải phải giống như là nếu mình nằm trong cái trường hợp như vậy thì mình phải lên khác đi, để cho các con các cháu nó đừng cười mình, đúng không? Ở đây rất là nhiều đứa nó rất là thành công về cái vụ mà nó lôi bố mẹ nó ra, nó nói là bố mẹ tao như thế này, bố mẹ tao như cái kia chẳng hạn vậy. Rất là nhiều người xem đó, nó nói là người Á như thế nào, người Tây như thế nào, người mẹ tao người Á này sống như thế này này. Dùng xong cái giấy, cái túi rác ấy, là không bao giờ vứt đi mà phải cất đi để lần sau dùng lại. Rồi những cái gì nó moi móc từng tí một những cái ông bố bà mẹ sống ở hải ngoại này, nên trên YouTube nó nói thì rất là nhiều người view, mà những cái đứa trẻ đấy nó rất là thành công đó. Nên các bạn phải hiểu ấy, khi mà mình xem mình những cái ông bố bà mẹ, đừng có nghĩ rằng mình lớn rồi mình không cần học, mình cần phải update cái người của mình lại nữa để mình đi theo cái thời cuộc với con, để cho con nó đỡ khinh thường mình, đúng không? Chứ đừng có nghĩ là mình là cha là mẹ rồi mình nói cái gì chúng nó phải nghe. Cái thời buổi này nó không phải như vậy nữa. Mình muốn nói chuyện được với con cái mình cũng phải học hỏi, đúng không? Học hỏi để cho cái đầu óc mình nó mở mang ra, nó tân tiến một tí, để những cái đứa trẻ nó tự hào về bố mẹ nó và nó cũng cảm thấy rằng nó gần gũi được với mình, chứ không phải mình là bố là mẹ mình nói cái gì cũng được đâu. Trường trường đã áp dụng 10 20 năm rồi. Không ai thấy ai ý kiến gì, các cháu vẫn phát triển tốt. Vậy mà mọi đứa công khai lên mạng mà dân chửi với đòi dạy lại giáo sư quá trời. Bỏ bãi. Cho nên bây giờ bây giờ lôi ra nhiều những cái bằng chứng, những cái gì á, những cái đứa trẻ lớp 1 nó lại dạy lại cho, có phải giơ cái mặt ra không? Đúng không? Mình không phải con người đấy, không có ai ngu cả, nói thẳng một câu là như thế. Nhưng mà là vì mình không học và mình chưa học cho nên mình chưa biết thôi, đúng không?
Thế nên nhiều nhiều người cứ thế là đua nhau, người Việt mình có cái tật nữa là thích đua. Đúng không? Cứ người nọ thấy người kia thấy nó chửi hay hay có lý, thế nào mình cũng hùa theo nó. Mình phải tự đi tìm hiểu nữa chứ, mình phải có cái ý tưởng và cái hiểu biết sự suy luận của mình riêng của mình nữa chứ. Lúc nào cũng đi theo người ta làm sao vậy? Đi theo một cách mà vô lý. Bất cứ một cái gì mình phải đặt cái dấu hỏi đã, rồi mình đi tìm hiểu xong rồi tìm hiểu chỗ này, tìm hiểu chỗ kia rồi mình mới nói. Đúng không? Như là trong cái mấy cái clip vừa rồi có một hai thằng thì bà que cho nên nó chửi ly xả, nó bảo nó bảo nó cho mình đi cái gì nhỉ, cái gì ra tòa án quốc tế rồi nó đuổi mình về đó. Các bạn thấy nó ngu như thế cơ mà đấy, mấy cái thằng bà que nó ngu đến mức độ như vậy bởi vì nó cứ tin vào cái cộng đồng ấy. Cái cộng đồng ấy nói cái gì nó tin cái đấy, nó sống nó không có một cái tư tưởng của nó không có biết hiểu biết cái gì cả. Cái bọn cộng đồng nó nói cái gì là nó nghe theo cái đấy mà nó không không biết suy nghĩ, nó không biết đi tìm hiểu, nó không biết học hỏi, không biết luật pháp. Đúng không? Chị Nisa là idol của em. Cảm ơn nhé. Không Nisa thì nên đây chia sẻ với các phụ huynh, với các bạn sống ở trong cũng như ở ngoài nước. Chứ mình chẳng có giỏi giang gì đâu. Tại vì người ta bảo Hello. Đi chơi hả? Mấy đứa bạn thằng con đi chơi. Cuối tuần là cứ rủ nhau đi chơi thôi. Cũng hay. Con cái thì đôi khi mình cũng chẳng khó với chúng nó lắm đâu. Nó lớn rồi kệ nó, cho ra ngoài đời cho nó học hỏi người này người kia. Chứ mình cứ cấm đoán nó rồi không lúc nào cũng 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 kè 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 bên cạnh nó ghét. Nhiều người Việt Nam ở hải ngoại này vẫn sống cái kiểu như Việt Nam nhưng mà lại suốt ngày nói là văn minh đó. Nhiều người người ta vẫn còn có cái cách sống giống y như người Việt ở Việt Nam ấy, nó con cái nó lớn rồi mà mình thì cứ nó xoắn vó lên xong rồi sợ này sợ kia. Thực tế thì ai mà không sợ, làm bố làm mẹ thì mình cũng sợ con cái mình nó đi ra ngoài đường nó học hỏi những cái hư cái xấu. Thế nhưng mà đôi khi mình phải hiểu rằng ấy, con mình nó bước ra khỏi cửa nó không phải là của mình nữa. Đúng không? Nó là của nó. Cho nên mình cũng không có thể nào mà mình giữ với nó được, chỉ có tìm cách là làm sao mà cái thứ nhất là mình cho nó biết rằng là mình thương nó, mình quan tâm đến nó, mình lo lắng cho nó, rồi tâm sự với nó, nói chuyện với nó. Có những cái lúc nó hư thì mình nói cho nó biết là mình cảm giác như thế nào. Thì những cái đứa con nó hiểu được mình. Đúng không? Nó biết là mình rất là thương nó như rồi là những cái gì á mình tâm sự với nó, như là nhiều khi Ni Sà nói ồ ngày xưa mẹ như thế kia đấy, cho nên là ngày xưa mẹ không có đi học, chịu chịu khó học ấy. Ni Sà ngày xưa hay trốn học lắm, không thích đi học. Chỉ thích đi chơi thôi, mãi chơi lắm. Hả? Thế mình nói là mình rất là mình nói với các con là mẹ rất là ân hận ngày xưa mẹ nghỉ học, rất là ân hận tại vì không có đi học cho nên là nó phí. Bây giờ mình nói những cái chuyện câu chuyện của mình, những cái gì về sự suy nghĩ của mình đối với những đứa con mình nó giống như là người bạn của mình đó, thì những cái đứa con mình tự dưng nó sẽ gần mình cả. Chứ đừng có lúc nào cũng ra ra vẻ ta đây là bố là mẹ rồi bắt nó làm cái này nó làm cái kia. Hoặc là theo mình nghĩ đó, cái cách giáo dục ở trường nó khác với lại mình, đúng không? Nên nhiều khi mình về nhà mình bắt con mình nó học theo mình.
nhưng mà nó đến trường nó lại học theo cái cách của cô giáo, đâm ra nhiều nhiều lúc mình chưa hiểu thì mình đừng nên bắt nó theo mình, đúng không? Mình phải tìm hiểu để mình hợp tác với này nhà trường để mình dạy, nếu mà mình muốn dạy con cái, chứ nếu không mình sẽ làm cho cái trí nhớ của đứa trẻ nó bị loạn, nó loạn lên thì nó sẽ khó, nó không biết, nó confuse nữa, nó làm sao nhỉ, nó lung lay rồi nó không biết là chọn cái đường nào nữa, đúng không? Nó về nhà thì mẹ lại dạy nó kiểu này, đến trường thì cô giáo lại dạy nó kiểu kia đó. Cho nên là nhiều khi mình làm bố làm mẹ mình không giỏi thì mình đừng có xía vào cái chuyện học của nó. Nếu mà mình không có tin tưởng thì mình hãy đi kêu người, người ta cũng là giáo viên á, thuê người ta ở đây này học tutor này, học thêm á, trẻ con đứa nào nó cũng phải đi học thêm hết chứ, bố mẹ làm sao mà dạy được nó. Đó. Dạy thì A B C D D là hết cỡ. Đó là cái sự suy nghĩ của mình thôi, chứ còn đâu phải ai cũng giống ai đâu, đúng không? Chào các bạn. Đấy, đấy các bạn xem đấy, như nào mấy cái chương trình như thế này thì như thế thì làm sao? Tây nó cũng dạy 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 con trẻ con như thế thì bây giờ làm sao? Hả? Đấy, những cái này làm gì có chữ đâu, mọi người nhìn đâu chữ đâu ra, toàn những là thì màu xanh màu vàng màu nọ màu kia, thế xong rồi nó kêu là đổi cái này ra thành cái chữ khác, mình có nhìn thấy cái chữ nào không hả? Mà cứ cãi nhau loạn xì ngầu lên. Nói chung là trước khi mình chửi người ấy, mình phải có cái mình phải tìm hiểu kỹ thì đã, rồi mình cũng chửi, giống như là Nê Sà lên đây chửi ba que xỏ lá đó, thì Nê Sà cũng phải tìm hiểu, Nê Sà cũng phải biết được chúng nó là những cái loại người gì thì mình mới chửi nó chứ, mình chửi làm sao để mình không có phạm vào pháp luật, đúng không? Mình không có lôi cá nhân nó ra chửi, mình không có mang địa chỉ mang nhà nó ra chửi, mình không có lôi mặt nó lên đây chửi, mình đâu có phạm luật pháp đâu đó. Mình cứ thế mình chửi thôi, mà chửi ba que xỏ lá thì mình chửi chửi ai? Ví dụ nó có đưa mình ra tòa đi chăng nữa thì ba que xỏ lá là cái gì? Cho nên mấy cái thằng ba que nó ngu lắm, chúng mày hiểu không? Chúng mày tên là gì mà chúng mày khi người ta chửi ba que nó cứ nhảy dựng lên, nó có phải ngu không? Đấy là chỉ ra cho cái bọn ba que biết cái ngu của chúng mày là như vậy, hiểu chưa? Ngu thì ngồi im đi, bao giờ nó lôi tên lôi tuổi lôi họ lôi hàng nhà mày ra chửi không hay, ngu. Mình không dạy nó thì đáng ra không muốn nói đâu, nhưng mà dạy nó để cho nó biết. Chuyện sách lớp 1 bảo các bậc phụ huynh tìm hiểu kỹ đi, hãy lên tiếng, không bọn phản động đang mượn cớ xuyên tạc đó. Đúng rồi, chúng nó cứ có cái tin gì à, chúng nó cứ thế, chúng nó làm như vậy ở bên Mỹ. Chúng nó ngồi nó kiếm người để xem, các bạn hiểu không? Để nó kiếm tiền. Cho nên cái mà hay nhất nữa là các bạn nên những cái YouTube hay là những cái gì của bọn phản động đừng có vào xem là tốt nhất, để tẩy chay nó. Không có ai xem thì nó bị ế à. Chọn không cần trình. Thì đó, cho nên là mình nó thì nó cứ xuyên tạc nó được tiền, mình ở đây thì mình cứ dậy nhảy dựng lên, thế có phải khổ thân không, đúng không? Đừng nghe cái bọn ấy đó. Trước khi mình nghe mình lên trên mạng ấy, mình tìm hiểu đi đã rồi mình cũng nói. Nên sao thấy mấy đứa nên hùa theo rồi làm clip xuyên tạc rồi nhạc rồi kịch rồi ô vuông ô tròn, thế bây giờ Lisa xà đưa cái clip này lên đấy thì bây giờ bọn Tây chắc nó học của người Việt Nam chắc, đúng không? Cái gì thì cái nó cũng phải vừa phải thôi, làm ra quê hết cả cái dân Việt Nam đi, đúng không? Nếu bọn Tây nó mà biết nghe tiếng Việt Nam ấy, nó có phải nó cười cho thối mũi đâu, đúng là chả ra làm sao cả, động một tí thì bắt đầu dựng ngược lên. Ok, nói các bạn đến đây thôi nhé.
Còn cái vụ gì nữa không? Để bây giờ thôi, từ nay trở đi á, những cái bọn ở hải ngoại mà tuyên truyền thì nên tẩy chay nó đi. Và có những một cái chuyện gì mình nên tìm hiểu cho nó kỹ, chứ đừng nghe chúng nó tuyên truyền rồi tự mình nói mình dốt. Tôi không còn nhỏ, cũng không làm gì bên giáo dục, nhưng có bạn giáo viên đang dạy chương trình này và mấy cháu đã học. Tôi chỉ nhận xét cả khách quan là chương trình sách lớp 1 công nghệ giáo dục ưu việt hơn. Mọi người hãy xem xét lại trước khi phản ứng, đừng a dua hay nghe bọn ba que nó xối. Chính xác là như vậy. Một cái gì, một cái gì giờ đờ tào nao có một giá trị thiết thực. Đi làm đi gì, cô có một giá trị thiết thực, đi làm đi. Nghĩa Eric nói gì không hiểu, nói lại xem nào. Bọn ba que tức Lê Xà Vũ lắm vì Lê Xà Vũ cái gì cho chữ cho dấu vào, mình không biết đọc luôn. Cái gì đọc sang thành chữ khác, bây giờ chúng nó cho nó đói ăn sủa vậy cắn cản à. Đúng rồi, tẩy chay nó đi. Bọn bọn ba que nó nghe thấy Lisa nó cú lắm, nhất là bọn bên Mỹ, bên Úc này thì có đâu có ai đâu. Được mấy cái thằng già ba que lên đây chửi tầm bậy tầm bạ, nó đâu có ai rảnh hơi đâu. Không xem thì không biết được chúng đang xuyên tạc như thế, để nói lại cho bà con biết. Nếu chúng ta, nếu mà ai xem đấy thì xem xong rồi dùng cái phone hay cái gì của mình quay lại cái đoạn đó thì mình đừng có share ra, các bạn hiểu không? Nếu mà ai muốn muốn mình vào mình xem nó để mình biết, đương nhiên Lisa cũng xem nhưng mà Lisa không có share ra. Nhưng mà khi mà mình xem thì mình đừng có nghe chúng nó. Đó, các bạn biết không? Mình share ra rồi mình nghe chúng nó rồi tự dưng mình cứ nhảy dựng lên, mà trong khi đó nó nói thì nó được tiền. Những cái clip ở trên YouTube mà khi khi mà mình xem đấy mà nó có nhiều quảng cáo đấy, có nghĩa là nó có tiền. Còn bình thường ấy không có đâu, tại vì nó được tiền vì lý do là có người quảng cáo vào đó thì nó mới cho tiền thôi. Chứ nhưng mà phải nhiều nhiều người xem thì nhiều nhiều người follow đấy thì nó mới có người theo, người thích, rồi lại phải comment ở dưới nữa. Chứ đâu có đơn giản là cứ nói là được đâu, chứ chúng nó cứ 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 xuyên tạc ra như thế mà. Đúng không? Chứ còn cái bọn đấy nó là như vậy mà, nó nghề của nó là nghề xuyên tạc mà, cho nên là có ít thì ship ra nhiều, xong nó xuyên tạc loạn xì ngầu lên. Mà cái đối tượng nó muốn người ta vào xem là phải người ở bên Mỹ chứ không phải người Việt Nam. Người Việt Nam á, cái tiền nó ít lắm, phải cái người ở bên Mỹ. Thì nếu mà nhiều người ở bên Mỹ vào xem ấy thì cái quảng cáo của nó mới có hiệu nghiệm, đúng không? Chứ bây giờ các bạn đâu có bán đồ gì ở bên Mỹ, nó đâu bán cái đồ gì ở Việt Nam. Thì thường là Ninja thấy là nó biết người Việt Nam ở đây là thích cờ bạc lắm, cho nên là nó hay quảng cáo những cái cờ bạc hay là những cái gì vào người Việt Nam. Chào các bạn. Hoặc là casino ạ, những cái nơi cờ bạc ấy, nó biết người Việt Nam rất là hay thích cờ bạc, cho nên nó hay thuê những cái người ca sĩ Việt Nam lên trên đấy hát, hoặc là nó cho những cái đại nhạc hội thuê cái phòng của nó rất là rẻ để người ta tổ chức ở trên đấy. Tổ chức trên đấy thì sẽ có nhiều người lên đấy xem, nhiều người lên đấy xem thì sẽ lên đấy đánh bạc nhiều. Đó là cái cách làm ăn của người ta, mọi người hiểu không? Ở đâu cũng vậy thôi, nó phải cần có người
để nó quảng cáo, rồi nó có cần có người thì nó mới càng đông người ấy, thì nó càng làm ăn nó càng được. Cho nên lý do tại sao mà chúng nó toàn tổ chức đại nhạc hội ở trên casino là như vậy, đúng không? Nó cũng có cả hoa hồng, hoa hồng ấy, nữa chứ đâu có đơn giản đâu, đúng không? Làm ăn cái gì nó cũng có cái sự cái đầu óc của chúng nó hết. Cả cái cộng đồng, cái băng đảng cộng đồng nó làm ăn nó cũng cần những cái người, càng nhiều người đến nó càng có tiền. Thời đại bây giờ là như vậy, cho nên mọi người đừng có đi giật nồi. Trước khi suy làm một cái gì, ra một cái gì, suy nghĩ đi. Tụi ba que chúng đang lên đồng tập thể ở Mỹ. Họ cũng đã dạy theo phương pháp ghép chữ với hình vuông, chữ nhật tam giác này vào những thập niên 60 thế kỷ trước, nhưng lũ ba que, lũ dâm chủ của ấy, chúng nó đâu có đi học đâu mà chúng nó biết. Dâm chủ của ấy đang ẵng lên phản bác phương pháp dạy này ở Việt Nam, chúng là một lũ điên. Đúng rồi, nó điên từ lâu rồi, nó điên có bằng cấp rồi. Nó đã từng họp cộng đồng xong nó bảo là nếu mà nhìn thấy cờ đỏ sao vàng ấy, chúng ta cứ đi bác sĩ xin thuốc là an thần để để cho chính phủ Mỹ ấy, nó bị thiệt hại nhiều tiền ấy, thì nó sẽ phải gỡ cái cờ đỏ đó xuống. Đó là cái cách hoạt động hoạt động của chúng nó ấy. Vừa rồi chúng hô hào biểu tình, chả ai nghe theo nên nó cay cú, nên nó phá thôi. Người Việt Nam mình khôn, bỏ sợ, không có tiền, không có lợi ở đời đó, đúng không? Những cái thằng thành phần mà nó bất mãn quá đấy, thì nó có một số tiền này nó cứ cứ liều mạng thôi, tại vì nó không có, nó bất mãn, nó bị giống như là bây giờ những cái người, giống như những người ở bên này chẳng hạn, như là đi ra suốt ngày đi ra xin mấy chục sen ngoài đường ấy kìa. Nếu mà nó những cái thằng mà nó lợi dụng mà nó kêu đi bán bạch phiến này kia các thứ, có khi người ta cũng liều mạng người ta đi, nó đơn giản vậy thôi. Nên người Việt mình nó khôn bỏ xứ, nó khôn có nổi tiếng rồi, đi đâu cũng khôn, đúng không? Người ta đâu có ngu đâu. À, lúc đấy à nó chưa biết thì nó nhận tiền nó ok, nhưng mà bây giờ họ cũng biết hết rồi, cho nên họ cũng đâu dám làm nữa đâu. Ngu gì nhận nó, ăn được của nó một bữa rồi chui vào tù, chờ những thành phần thích đi tù thôi. À, ở bên này cũng vậy, thành lập hội đồng hương Hải Phòng truy quét ba que đi. Ba que nó chỉ dám bắt nạt, nó chỉ bắt nạt người Việt Nam thôi, chứ ở bên này nó im thin thít như thịt nấu đông ấy, đâu nó dám. Bây giờ ví dụ như nó ngồi nói chuyện Lisa sẵn sàng để tranh luận chúng nó mà, Lisa đâu có sợ đâu, nhưng mà đâu có đâu, đâu có ai đâu. Đó. Nhiều khi nói cái gì không đúng là Lisa phang lại ngay ấy, kể cả chủ tịch cộng đồng. Đó. Ngày xưa lấy ra cũng cãi nhau, nó cũng nói tranh luận với nó rồi đấy, nó sợ gì không nó. Ở đây sống nó có luật pháp, nó không phải là vớ vẩn, nói cái gì thì nói. Ba que thần kinh hết thuốc chữa, chưa có thuốc chữa chứ không phải hết thuốc chữa, chưa chưa ngâm cứu ra cái loại thuốc đó. Cái bệnh đó là cái bệnh mà thế giới này chưa tìm ra được thuốc chữa. Ba que nó chửi chửi mình xong rồi nó bảo là nó đưa mình lên đưa ảnh mình lên rồi cho lên liên hợp à cái gì tòa án quốc tế. Ôi trời ơi, đấy các bạn thấy không, thấy chúng nó lừa lừa những cái người dốt đến mức độ như vậy. Ở đâu ra có cái vụ mà đưa mình ra tòa án quốc tế, làm sao tòa án quốc tế nó xử về những cái gì mà chúng nó đưa đưa mình ra tòa án quốc tế à,
trước khi đưa đưa tổng thống Mỹ á, đưa thủ tướng Úc á, đưa lên đã bắt tay với cộng sản kìa, làm ăn với cộng sản kìa, đưa lên đã. Đó. Cho ra tòa án quốc tế cho mấy ông đi tù đi. Ngu, nó không còn cái gì để nói nữa mà dốt, không hề chịu suy nghĩ gì cả, cứ bám vào cái cộng đồng đấy rồi nghe chúng nó bơm vào đầu. Ngu mấy chục năm rồi, ở đây đâu có ai nghe chúng nó đâu, ở Úc này đi sao không biết, ở Mỹ làm sao cũng chỉ nhìn thấy, các bạn chỉ nhìn thấy vài cái ông bà già thôi, chứ ở Úc này làm gì có ai đâu. Đúng không? Giờ tan hết rồi, bây giờ Úc nó cắt phân rồi, cắt phần là là viện trợ đấy, giống như là cái gì gọi là cái gì, giống như là cho tiền cho cái cộng đồng đó, mỗi một năm là cho bao nhiêu tiền đó để sinh hoạt cho người Việt, cho cái cộng đồng sinh hoạt với nhau. Nhưng mà bây giờ Úc này nó cũng biết tổng tổng tông cái bọn đấy rồi, cho nên nó cũng cắt phân rồi, nó cũng đâu cho nữa đâu, hình như cho ít thôi, vẫn cho nhưng mà cho ít thôi. Tại vì ở bên này nó làm cái gì nó cũng có luật pháp, có trên giấy tờ, chứ nó không làm trên cái một miệng nói, cho nên là nhiều khi chúng nó sống ở đây, chúng mấy cái thằng lãnh đạo ấy, chúng nó biết tiếng Anh, chúng nó biết luật, cho nên chúng nó làm ra những cái trò như vậy để chúng nó kiếm tiền. Nó có đủ tiền kiện nổi không? Đi ra một Lê Dài nói cái vụ lần trước mà Lê Dài hay nên Lê kể đó, không biết là mọi lần Lê Dài đã nói chưa, là Lê Dài làm chứng cho cái bà đối diện này đấy. Nhà những cái người ở Úc lưu ý này này, khi mà mình nhận lời mình làm chứng với cảnh sát thì trong cái thời gian mà chuẩn bị ra tòa đó, mình phải ra làm chứng đấy. Nếu mà mình đi holiday, đi du lịch vào đúng cái thời điểm đó, ví dụ như trong cái tháng này hay là mấy cái tháng này chẳng hạn như thế, mình đi du lịch mà mình ra khỏi cái nước Úc này, nó sẽ không cho mình ra, mặc dù mình chỉ là một nhân chứng chứ không phải là cái bị can nhá. Mà tại vì cái lần trước ông xã thì xã muốn muốn đi du lịch, thế mới hỏi thì cảnh sát nó nói là không được, mày không được đi. Bao giờ cái tại vì cái tòa cái hôm đấy nó là trong cái tháng đó, cho nên là mày không được ra khỏi Úc. Đấy, nếu mà mình cố tình mình đi ra khỏi Úc, ra sân bay nó sẽ bắt mình lại. Đó là những cái mà Lê Sà biết. Tại vì mình đã hỏi trực tiếp rồi, hơn nữa cái vụ đấy nó cũng chưa xong, mà đến bây giờ cũng chưa xong, đến tháng này tháng sau, tháng này hai mươi mấy tháng này, nó vừa rồi mấy tuần trước nó lại hai thằng cảnh sát nó lại mang cái tờ giấy đến, nó bảo là luật sư bên kia nó lại đòi mày ra làm chứng, lại phải đi đấy, có điên không đấy các bạn xem đấy. Xong rồi mỗi lần nó cầm cái đấy cái giấy đến nó cho mình 10 đồng. Xong mình hỏi 10 đồng để làm gì, nó không biết, chắc để ăn chocolate, để ăn kẹo. Hello, Cô. hello, vâng, nó có thế cho nên là mọi người lưu ý là như vậy. Nếu ai ở Úc á, ở Mỹ thì mình không biết, nhưng mà ở Úc á, nếu mà người nào ở Úc á, phải lưu ý, cho nên là phức tạp lắm. Qua một lần rồi mình nghĩ là lần sau mà mình gặp mình nhìn thấy cái gì mình cũng bảo I don't know, thế là xong, tôi không biết, thế là xong. Nên mình cảnh sát nó hỏi mình xong rồi mình cũng cho nó, tại vì nó chạy vào nhà mình mà, nó chạy vào nhà mình nó kêu cứu thì mình gọi cảnh sát, gọi cảnh sát, thế là cuối cùng nó hỏi mình là mày có muốn khi mà ra tòa mày có ra làm chứng không, thì mình nghĩ nó cũng là đàn bà mà nó lại bị bạn trai nó đánh, thì mình nghĩ cũng thì nó là đàn bà, tao cũng muốn giúp nó tại mình cũng bênh đàn bà. Thế nhưng mà ai ngờ đâu cái chuyện nó hơn một năm rồi,
chưa xong. Đó. Mà không biết cái chuyện gì nữa. Cảnh sát nó cũng không cho mình biết là lý do tại sao nó nâu như thế. Mình chỉ biết là mình đi ra đấy mình nhìn thấy cái gì mình nói cho người ta biết. Thế thôi. Còn cái thằng kia nó làm cái gì mình cũng không biết nữa. Tại vì nó chưa kết án. Đó. Cho nên ở đây nó là như vậy đó. Những cái người nào mà đang sống ở Húc á thì nên lưu ý là như vậy. Nhiều khi mình có những cái trường hợp mình đáng giúp đỡ thì mình giúp đỡ thôi, còn những cái gì á thì đừng có dây vào, lắm chuyện lắm. Nên hơn 1 năm nay rồi mình vẫn chưa xong, nó còn nói tháng này mình lại phải ra tòa lần nữa. Làm sao mà đi holiday, làm sao mà đi du lịch đâu, nó không cho mình đi. Mình phải phải xong cái vụ này đấy. Ví dụ như cái tòa nó sẽ mở vào cái tháng này thì tháng này mình không được ra khỏi Úc. Đó. Nên mọi người nghĩ mà cái chuyện đó các bạn có biết đi vào tòa nó như thế nào không? Lần trước mình cũng đã nói qua rồi đấy. Nó già mình như là đi vào sân bay đó. Nó có máy nó già từ đầu đến chân xem là mình có mang cái vũ khí vào không. Điện thoại phải bỏ ở bên ngoài hay là tắt đi. Không được mở điện thoại. Túi là phải để lên scan xem mà mình có mang cái gì vào trong không. Đó. Không phải là khơi 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 như đi vào như đi chợ đâu. Đó, các bạn nói qua qua với các bạn để các bạn hiểu. Những cái ai đang sống ở Úc ấy, lưu ý. Mình lần sau mình làm trưởng nên để ý. Ok. Vậy nhá. Chúc các bạn mạnh khỏe, vui vẻ. Một cuối tuần thật là vui. Bye bye. See you.